canxi Nectocan giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Bây giờ là cái nghề này cũng mai một rồi, bây giờ mình lớn tuổi cũng không có gì, thành ra mình mới làm theo cái nghề cũ thôi. Lò tôi làm là đó còn công nhân đông lắm. Dạ. Yeah. Cơm công nhân chưa muốn biết quay coi biết là tôi nói cơm ớn luôn á. Dạ. Yeah. Bởi vì những người mà không có vô tại tận gốc gốm xứ làm là người ta cứ nói ô này dễ cầm chén ăn sao cũng được. Chỉ chú Trung Dân một cái mẹo. Ừ. Nếu như mình mua đồ lấy thiêu xưa mình xài á, ừ, thì mình nên mua cái đồ nó hơi đen chút xíu. Nhìn có một số người ta nói không đẹp mà thiệt chất thì hết cái hơi đen đó, cái màu nó hơi xám xám đen đen chút là nó là đồ già lửa, mình xài sẽ rất là bền. Rất là đẹp. Xin chào mọi người, tôi là Trung Dân. Bữa nay tôi đến một cái lò gốm còn sót lại của Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày xưa nơi đây thì rất nhiều lò gốm, họ sản xuất các loại chén, đĩa, lu, khạp, ngoài chuyện bán trong nước còn xuất ra nước ngoài, như cụ thể là ở Nam Giang, Campuchia, và khách hàng ở xứ đó người ta rất chuộng. Ngày nay thì chuyện đó gần như là công nghiệp, ít có cái lò nào họ làm theo kiểu thủ công giống như cái lò tôi đang có mặt ở đây. Tên của cái lò này cũng khá dễ nhớ, đó là Dương Xuân và Bình Lị. Thủ công phải cực và phải có tình yêu, trong gốm nó cũng như thế. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha, xin mời mọi người. Đây là lò gốm Phương Xuân, hay còn có tên khác là lò Bình Lợi, nằm trên địa phận thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người dân địa phương thì thường gọi là lò chén. Đã từng có khoảng thời gian lò chén Bình Lợi sản xuất chén dĩa cho cả miền Nam, xuất cả sang Campuchia, Thái Lan. Cả lò có gần 100 người thợ làm việc bất kể ngày đêm, nhưng đến hiện nay, lò chỉ hoạt động cầm chừng vì mất dần thị trường bởi gốm sứ công nghiệp, chén dĩa gốm truyền thống không còn được ưa chuộng. Con cháu những người thợ gốm năm xưa cũng đi làm nghề khác mưu sinh. Lò chén truyền thống đứng trên nguy cơ thất truyền. Trong tình hình ấy, bỗng xuất hiện những bạn trẻ có mong muốn làm sống lại gốm sứ Nam Bộ xưa, và Huỳnh Xuân Huỳnh là một đại diện. Chào bạn. Dạ, con chào chú. Dạ. Bạn là Huỳnh. Dạ, con là Huỳnh. Chủ nhân của cái lò chén này. Dạ, con là founder của Nắng Ceramic, là một cái công ty gốm con làm trên lò chén này thôi. Dạ. Giống như là chủ nhỏ. Chủ nhỏ là chủ lớn thì không cần biết, miễn là ông chủ là được rồi. Dạ. Bạn có thể dắt tôi đi tham quan xung quanh cái khu vực làm gốm này được không? Dạ. Bữa nay chú tới đây thì để con dắt chú đi tham quan một vòng cái quy trình làm gốm của lò con ha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Bên con là có công đoạn tạo hình. Tạo hình thì tạo hình của con sẽ gồm hai cái loại tạo hình chính, đó là tạo hình bằng tay và tạo hình bằng khuôn. Yeah. Thì ở đây là có cái bạn Thi là bạn đang tạo hình bằng tay. Tức là bạn dùng tay hoàn toàn, từ cái cục đất bạn nắn lên thành cái bình bông hoặc là cái tô chén dĩa. À, Thi con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 21 tuổi. 21 tuổi, có người yêu chưa? Dạ rồi. Vậy hả, người yêu cũng làm nghề này luôn hay sao? Dạ, cũng làm nghề này. À, con làm ở đây là bao nhiêu năm rồi? Dạ, nay cũng 2 năm. 2 năm. À, con là được tuyển vô cái nghề chính của con là gì? Dạ, con sinh viên. Sinh viên trong làm đây luôn. Sinh viên của trường nào? Trường Cao đẳng Mỹ thuật. Cao đẳng Mỹ thuật. Dạ. À, vậy thì tại sao con lại chọn cái lò gốm này con vô con làm? Dạ, cũng tình cờ chứ, thì cũng anh Quỳnh kêu về làm, anh Quỳnh cũng chỉ làm thêm nữa thì cũng làm đây luôn. Thay mặt những cái người thường xài gốm sứ. Dạ. Của Việt Nam, cảm ơn con. Dạ. Cái sức trẻ nè, suy nghĩ trẻ nè. Dạ. Chịu chấp nhận ngồi ở đây để mà làm ra những cái sản phẩm tuy nó nhỏ nhưng mà cái giá trị của nó về mặt tinh thần. Dạ. Thì chú thấy nó không đơn giản đâu. Dạ. Con phải đấu tranh dữ lắm. Thôi chúc con thành công. Dạ rồi. Rồi, xin chào. Rồi mình đi tiếp đi. Mình đi ra ngoài phía sau chú Sáu Ti làm mấy cái công đoạn in khuôn. Ok. Dạ. Đi. Canxi Nectocan giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Ừ.
Chào anh Sáu. Đây là cái gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Đây là cái dĩa, dĩa tám này, dĩa kiểu hồi xưa. Dĩa hồi xưa đó. Đây là khuôn luôn. Dạ. Khuôn. Cái này là cái khuôn thạch cao thì chúng vô đó chút xíu sao á. Cái khuôn này nè nó sẽ rút cái độ ẩm của cái đất đi. À. Thì nó sẽ chóc cái khuôn, cái dĩa nó sẽ teo lại, nó chóc ra. À. Tính ra anh Sáu làm nghề này bao nhiêu năm mà anh? Chắc lẽ nếu tính đi tính lại trên 40 năm. Dạ, yeah, trên 40 năm. Thế anh làm vậy là năm anh được bao nhiêu tuổi mà anh vô cái nghề này? Cái, nếu mà nói bao nhiêu tuổi thì cũng không nhớ lắm. Tại vì hồi nhỏ là gia đình cũng có lò. Dạ. Yeah. Làm từ lò nhà ra mà. Dạ. Yeah. Rồi sau này cũng hơi thất bại thành ra mới đi làm thuê cho người ta. Dạ. Yeah. Thế con anh có làm nghề giống anh không? Không, bây giờ là cái nghề này cũng mai một rồi. Bây giờ mình lớn tuổi cũng không có gì, thành ra mình mới làm theo cái nghề cũ thôi. Yeah. Chứ đâu biết làm gì khác. Dạ, yeah. Mấy cháu hiện giờ đang làm nghề khác hả anh? À, cũng đi làm nghề khác thôi chứ cũng không có đeo đuổi nghề này. Dạ. Yeah. Anh... cái nghề này coi vậy chứ cũng vất vả lắm mà cũng không bao nhiêu tiền. Dạ. Yeah. Vòng vòng ở đây thì bao nhiêu cái lò anh nhớ không ạ? Nếu hồi xưa thì nhiều lắm. Dạ. Theo tôi biết ở Bình Dương á, trên Thủ Dầu Một á là cũng phải 30-40 cái lò. Dạ. Rồi bún này á thì cũng phải 20-30. Còn bây giờ anh? Còn bây giờ thì mai một rồi anh. Bây giờ thì còn chừng Bình Dương thì chắc còn 2-3 cái. Còn ở đây cũng 2-3 cái chứ không còn nhiều. Tại sao mà những lò lại biến mất vậy anh? Bởi vì như lò chén á thì làm tô chén dĩa này là cạnh tranh không lợi với đồ Trung Quốc. Dạ. Yeah. Đồ Trung Quốc là đồng ý men màu nó rất đẹp nhưng mà nó quá chất nhiều. Dạ. Yeah. Còn mình thì xài xài bằng đá bằng tự nhiên đó, thành ra cái giá thành nó không cạnh tranh lợi được với Trung Quốc. Dạ. Yeah. Thành ra cho nên mình bán không được. Bán không được. Dạ. Yeah. Thành ra bây giờ nó như nó mai một rồi. Chỉ còn sót lại những cái người nào mà còn đeo bám yêu nghề mới làm được. Mình thấy chủ làm ra mà hồi xưa đó thì bán được, có thể là xuất đi như Campuchia thì rất nhiều, rồi bán nội địa cũng rất nhiều. Mà lần lần mình thấy người ta ở nhà người ta ăn chén Trung Quốc, đồ trắng trắng đó, đẹp thiệt đẹp đó. Nhưng mà sự thật cái đó là mình biết là nó cũng quá chất không à. Yeah. Mình cạnh tranh không lợi. Còn ở đây á, mình biết là nó mình bán không được, không cạnh được, không cạnh tranh được đó là gì. Mình bán không được là mình biết mình thua người ta rồi. Yeah. Cái khoảng đó. Yeah. Chỉ có những người mà biết yêu nghề với lại biết thích cái dạng mà đồ cổ đồ xưa á, thì ta sẽ quay lại cái nghề này. Nếu mà chúng ta cạnh tranh thì chúng ta sẽ cạnh tranh như thế nào để chúng ta tồn tại và phát triển? Cạnh tranh thì bây giờ chỉ còn có cái chủ á, mà có cái tay nghề cao á thì làm lại cái như đồ xưa, đồ cổ. Yeah. Mà với lại cũng phải là tùy thị trường, là những người sử dụng, những khách hàng đó có thích những cái đồ đó hay không. Yeah. Mình mới có thể làm bán được. Yeah. Anh Sáu, quê hương của anh Sáu ở đâu ạ? Quê mình tên Thủ Dầu Một á. À, nếu mà hỏi anh cụ thể hơn là anh là người Việt hay là người Hoa? Tôi người Hoa chính gốc luôn. Yeah. Sinh trưởng ở đây. Thế công việc của anh bắt đầu trong ngày là từ mấy giờ? Thường tùy theo đồ anh. Yeah. Nếu mà đồ nhiều thì mình đi sớm một chút. Thường là 4 giờ. Yeah. Nhiều một chút thì mình đi khoảng 3 giờ, 3 mấy, 3 giờ mấy khuya đó. Yeah. Rồi làm tới 11 giờ cho xong, tranh thủ cho xong là mình phần còn lại là giao cho cái người nhúng men. Yeah. Mình in này trước rồi mới giao cho người nhúng men làm sao là nội trong ngày cho nó xong. Yeah. Rồi vẽ là khác nữa không anh? Vẽ thì qua bữa sau đồ khô đàng hoàng mới vẽ được. Ừ. Dạ. Bên ấy là bà Hai là thợ nhúng men hồi xưa tới giờ của lò. Chào chị Hai. Rồi chào chú. Nhúng này cũng dễ quá ha. Thấy dễ mà không dễ. Đúng rồi. Đó. Chị nhúng này mấy chục năm hả chị? Cũng khoảng 50 năm. 50 năm nhúng. Tôi nay 71 thì tôi mà hầu nhỏ đi làm với ba mẹ mấy năm, nghỉ ở nhà mua bán với ba mẹ, có chồng về làm biết tới giờ, hay mấy tuổi làm biết tới giờ đó. Ừ. Biết năm á. Dạ. Yeah. Chị làm công việc này từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Mình ở nhà làm vô giờ giấc. Dạ. Yeah. Có hồi làm tới tối 9-10 giờ đêm. Dạ. Yeah.
rồi nó hồi sáng dậy sớm làm, nó hồi muốn mặn trưa bỏ đi nóng quá chạy trốn nắng một chút xíu làm cũng chừng. Dạ. Yeah. Làm cho nhà mà, còn nếu mà làm cho người ta phải có giờ giấc đàng hoàng, 8 tiếng hay làm dư tiếng hay tính tiền tiếng, hiểu không? Dạ. Yeah. Ngày 8 tiếng, còn mình làm nhà vô giờ giấc. Ông xã chị cũng làm cái nghề này luôn. Mà giờ ổng không có ra làm. Dạ. Có tôi cực tôi làm. Chị được mấy cháu? Ba. Ba. Một gái hai trai mà lớn rồi. Dạ. Con của chị làm nghề gì? Cũng nói nghề làm mấy giống ngủ nè. Dạ. Yeah. Nhưng mà giờ hôm nay đò hơi chậm mà ngưng hoạt động chứ lò tôi làm mà đó còn công nhân đông lắm. Dạ. Yeah. Mua cơm công nhân mà chưa muốn biết quay coi biết là tôi mua cơm ớn luôn á. Dạ. Đó, đó là cái này mình kêu là cái gì chị? Dĩa men. Tại giờ quay phim làm chậm chứ một mình nhúng là phải nhanh chứ giống vậy chậm đâu có lên đồ được. Đúng rồi. Chị phải biểu diễn để cho người ta xem chị làm như thế nào. Trời ơi, làm này mấy chục năm rồi chú Gia Tư. Ừ. 50 năm rồi đó. Làm đúng 50 năm rồi đó. Gần đất xa trời hết rồi, già rồi. Hồi xưa chị làm cái nghề là ông chủ già, đúng không? Bây giờ chị làm với một ông chủ trẻ như Quỳnh đây, chị thấy có khác nhau gì không? Khác chứ. Khác sao chị? Thì tuổi trẻ nó làm theo hiện đại của nó nhưng mà truyền thống của tụi này nó khác đó. Nha. Yeah. Ừ. Nó có tăng lương chị không? Hỏi nó coi. Chị làm ở đây rồi chị gặp ông xã chị rồi hai người yêu nhau trong cái lò chén rồi luôn phải không? Bằng mai, hồi xưa người Hoa tụi này bằng mai không? Ngoài chứ không có yêu trước hả chị? Dạ. Yeah. Thì con chị giờ cũng bằng mai luôn? Không, tụi nó tự lựa chọn. Dạ. Yeah. Đứa con gái, đứa con trai, tụi nó tự chọn không? À, hồi xưa. Ông bà già xưa khó lắm. Giờ tôi sống theo thời đại dễ rồi. Con gái lớn tôi, nếu mà tôi có chồng sớm, con gái lớn tôi phải nay 51 tuổi rồi. Dạ. Giờ nó 49-50 gì rồi. Dạ. Một ngày chị nhúng bao nhiêu cái? Có thể nhúng 1.000 cái, 800-900 cái. Dạ. Yeah. Rồi chén đuổi quá, hôm nay tạm thận luôn. Không có làm chứ đó xốp dẻo làm vô đâm răng răng chỗ đầu này đầu kia làm tới mấy chục từ làm cái đồ này bây giờ như họ có một thời gian lỗi thời quá hơi chậm. Hôm nay nó phong trào nó cải cách lại giờ thấy có bạn hàng hơi thay đổi hơi mua mà nó làm này nghề của tụi tôi làm cực lắm. Ừ. Nó nhiều công đoạn lắm. Tính ra cậu cũng chục công đoạn nè. Cực lắm. Nó nhiều giai đoạn bởi vì những người mà không có vô tại tận gốc gốm xứ làm mà người ta cứ nói ô này dễ cầm chén ăn sao cũng được. Đâu có được. Vô lò làm biết. Chú Dân biết không, làm ví dụ như đâu phải nó chắc chắn lấy. Mình đun lửa củi ra, mình phải phân loại. Nó ra, loại 1, 2, loại 3. Nhiều khi cái hộp nó rất két vô rồi mình phải bỏ ra. Méo méo chú cũng phải bỏ luôn. Dẹt ra đúng rồi cột sâu lên rồi đẹp da người ta. Ừ. Rồi cái đồ dẹt bán cho dẹt những cái người thương lái nó pha chè. Chứ ở tại lò mình phải phân biệt cho ngon lành để mất uy tín. Ừ. Nhưng mà em thấy chị làm thì cực thì có cực á. Cũng có mất thời gian á, nhưng mà lương bổng chắc khá đó. Em thấy chị đeo một cái đôi vòng hột xoàn. Không phải cả, trời ơi, một đá chai má ơi. Thôi, em cảm ơn chị đã dành thời gian tiếp em. Rồi chị chỉ cho mọi người xem cái cách mình nhúng men như thế nào khi ra một cái sản phẩm gốm sứ. Lúc mà đang đun lửa hay là hoặc là ở ngoài lò, ta bưng cái hộp ra cái chén, quay từ cái sản phẩm đó luôn. Bị gì lên lúc này không có. Yeah. Mà lên nhà cái lúc này không có quay vui rồi. Hồi xưa lùa lùa mấy hai năm trước, năm vừa rồi, năm kia. Yeah. Còn làm đông vui lắm. Yeah. Giờ... Thôi chia tay chị, chúc chị mạnh giỏi nha. Cho em gửi lời thăm ông xã chị với mấy cháu. Rồi xin chào chị. Cũng chúc trở lại cho chú Dân cũng gia đình mạnh khỏe ha. Đang có vui vẻ, có sức khỏe, hài hước cho tụi này coi đỡ buồn luôn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Em chào chị nha. Đây là lò nung củi. Nung củi. Lò này là có tuổi đời khoảng 40 năm rồi. Thì thư gốc của lò này là ở trên ngã ba lò chén á. Ồ, vô đây mát quá ta. Rồi sau đó thì mới di dời về đây. Ừ. Dạ. Thì những cái sản phẩm á là sẽ được bỏ trong những cái bao nung, những cái này gọi là. Ví dụ như dĩa này là một hộp vậy là nung được 3 cái nè. Cái này đã nung chưa? Dạ, cái này là chưa nung. Con bỏ đây, con chuẩn bị vài bữa nữa con nung. Ừ. Thì để chồng được 3 cái lên á, thì cái gốm lấy thi mình cũng có một cái điều đặc biệt nữa là người ta sẽ gắn cái chân kê. Ừ. Cái này gọi là cái đinh. Ừ. Hay là khoa học thì có thể gọi là cái con kê. Ừ. Để kê lên, tại vì nếu như mình để hai dĩa vô thì cái men chảy ra nó dính lại nhau. Nó hít. Ừ. Thì mình phải có cái này thì nó gỡ ra thì trong lòng nó sẽ có lại, nó sẽ bị sót lại ba cái dấu như vậy. Ừ.
Thì cái này thời xưa thì mình coi như là lỗi, mà khi con bán cho người nước ngoài á, có một thời gian con bỏ cái này đi, con nung một cái thì mình chịu hao. Nhưng mà ta hỏi là ủa sao hồi xưa ta mua cái đồ của Việt Nam nó có cái con kê như vậy, mà tại sao mà bây giờ á thì ta mua đồ mày nó không có, là mày làm công nghiệp hay sao? Thì con nói dạ cũng làm thủ công, mà tại vì mình bỏ đi cái mình biết là người ta, cái này là cái đặc trưng của mình, và người ta mong muốn có được cái này cho nó sản phẩm. Là con quyết định con giữ lại cái dấu con kê này, con tiếp tục làm theo cái phương pháp cũ. Hay quá. Bây giờ cho chú Dân hỏi tại sao cái lò này càng ngày nó càng xuống thấp. Ở trên thì nó cao mà nó xuống ở đây. Cái lò thì nó sẽ xây trên một cái độ dốc khoảng cỡ 15-20% gì đó, để cho nó lửa thì nó sẽ cháy từ dưới cháy lên. Thì khi nung á thì mỗi một cái bậc thang dưới chân mình như vậy nè, là một căn lò. Người ta sẽ nung lần 3 căn. Ví dụ cái căn đầu tiên đủ lửa thì người ta sẽ lên căn thứ tư, rồi cái căn thứ hai đủ lửa thì người ta lên căn thứ năm, rồi người ta cứ cuốn chiếu lên. Thì lò này khoảng cỡ 47 căn thì người ta cuốn chiếu từ dưới bầu lửa lên tới trên đống khói á, là người ta sẽ nung trong vòng 2 ngày 2 đêm, tức là khoảng 48 giờ. Còn mấy cái lỗ này? Cái lỗ này là người ta sẽ phóng củi vô đây, củi thì từ ngoài sẽ phóng vô, nó sẽ rớt xuống dưới đây, nó sẽ cháy lên, sẽ chia làm hai tầng, còn một tầng thì nếu như ở đây là một tầng nè, có cục gạch, lửa nó sẽ rớt lên cục gạch. Thì những cái đồ mà ở gần lửa như vậy á, nó sẽ là đồ gọi là đồ già lửa. Xong rồi lên trên cao thì nó sẽ, cái lửa nó sẽ vừa hơn, thì cái đồ nó sẽ sáng hơn. Tuy nhiên nếu như mà ở nhà xài, chỉ chú Trung Dân một cái mẹo, nếu như mình mua đồ lấy thiêu xưa mình xài á, thì mình nên mua cái đồ nó hơi đen chút xíu. Nhìn có một số người ta nói không đẹp, mà thiệt chất thì cái hơi đen đó, cái màu nó hơi xám xám đen đen chút, là nó là đồ già lửa, mình xài sẽ rất là bền, thậm chí có những cái gớt nó không bể luôn. Nhưng mà chú Trung Dân đừng đập thử nha, tại này đồ gớm thì đập thì cũng phải bể. Đúng rồi, đập thì phải bể. Ông con nói vậy là chú nghe chú hiểu rồi. Vậy thì cái lò này cũng có một cái nguyên tắc của nó. À sao cái kiểu lò này nó khác với cái kiểu lò ở dưới miền Tây? Dạ, ở dưới miền Tây là lò gạch thì người ta nung khoảng cỡ 900-900 độ. Còn ở đây là lò chén thì nó xay gì để mình chất chén vô trong những cái bao này mình để lên. Thứ nhất là nó thuận tiện cho cái việc xếp lò. Thứ hai là nó về cái nhiệt độ nung nó cũng sẽ khác. Cái lò này mình sẽ nung được tới khoảng từ 1150 tới 1250. Sao con không chọn một cái phương pháp là nung bằng ga? Dạ, thứ nhất là khi mà mình nung củi á thì đồ nó sẽ có chiều sâu hơn và nó chắc hơn, tại vì củi nó sẽ có than nó sẽ tạo ra cái độ lưu lò. Thứ hai là cái việc mà mình nung củi á thì theo con thì nó sẽ rất là bảo vệ môi trường. Tại sao nghe thì nó hơi lạ, nung củi nó khói tại sao lại bảo vệ môi trường? Tại vì ga là một cái loại nhiên liệu mình khi mà mình khai thác lên rồi, nó là một trong những phần nhiên liệu hóa thạch. Dạ, nó là nhiên liệu hóa thạch, thì khi mình khai thác lên rồi rất lâu sau nó mới tái tạo, gần như là không có tái tạo lại được. Còn củi ở đây là con dùng những cái bìa gỗ cao su, là ở đây là tụi con có sản xuất cái chén hứng mũ cao su. Thì khi mà cái cây cao su đó mình khai thác hết mũ rồi, cái mình chặt cái cây ra, mình lấy cái phần trong của cái cây để mình đóng bàn đóng ghế, thì còn cái phần bìa đó là cái phần phế thải, thì tụi con mới mua cái đó về để làm củi. Thì cái đó là cái có thể tái tạo được, có thể trồng rừng cao su lại hàng năm để mà mình lấy cái củi đó. Một lần nữa tôi phải nói lại điều này, cảm ơn tỉnh Bình Dương. Làm sao chúng ta giữ lại được những cái lò truyền thống như thế này và có những cái chính sách hỗ trợ những bạn trẻ, để bạn trẻ đó có cái nguồn năng lượng tích cực hơn, làm những cái điều mà mang lại những cái giá trị về tinh thần lẫn vật chất. Đây không phải là lợi ích từ chính bạn ấy, mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta nhìn thấy ở tương lai một trách nhiệm bảo tồn, thì chúng ta nên làm ngay từ bây giờ. Thôi, bây giờ mình đi ra, rồi. Mình sẽ coi cái công đoạn vẽ của con ha. Đi coi. Cái này là mình vẽ thôi. Công đoạn vẽ thì hồi nãy bà Hai nhúng men xong á, thì mình để cho nó khô một chút, rồi mình cạo cái phần men ở dưới chân này ra, rồi mình mới tới công đoạn trang trí. Là một trong những cái công đoạn quan trọng của cái nghề gốm. Thì thường hồi xưa con về làng gốm thì mấy ông chủ lò xưa mấy ông nói là nhất liệu, nhì nung, tam hình, tứ chí là bốn công đoạn quan trọng nhất. Đầu tiên nguyên liệu mình phải tốt, phải chất lượng, tiếp tới là mình nung nó phải đạt đúng cái độ lửa, rồi hình tam hình như là cái form dáng của sản phẩm nó phải đẹp và nó phải đảm bảo là nó chắc chắn. Tại vì nếu như những cái phơm dán mà mình làm mà không đảm bảo, khi mà mình nung á, lửa nó lên thì bắt đầu cái đất này nó mềm ra lại, nó sẽ bị sụm hoặc là bị tét.
Rồi tới cái công đoạn quan trọng cuối cùng là trang trí sản phẩm. Thì con thì thế mạnh của con là ở công đoạn trang trí. Thì bữa nay con vẽ cho chú Dân coi cái một cái dĩa con gà ha. Đầu tiên cái này là người lò người ta gọi là bắt chỉ nè. Là bắt cái phường viền bằng ngọ. Hồi lúc con mới qua lò thấy người ta bắt chỉ gì con cũng bất ngờ lắm, tại vì con nghĩ là phải để lên bàn xay rồi mình chấm cỏ vô, nhưng mà không ngờ là mấy người ở đây á, mấy cô tay họ là người ta làm tay hết. Hồi đó con tập cái này cũng mấy tháng trời con tập mới sỏi được cái kỹ thuật này. Đó, rồi giờ mình vẽ con gà vô. Đâu vẽ con gà chú Dân coi coi. Xài màu chu. Chu là màu đất hả? Dạ. Mình vẽ cái phần đầu gà nè, mình gà nè. Mình đổi cọ, mình vẽ cái mồng gà. Cái này đối với những cái đồ mà giá cả bình dân hơn á, thì nhiều khi người ta không cần phải đổi cái mồng gà màu đỏ mà người ta vẽ luôn cái màu chu luôn. Đồ con thì con muốn làm cho nó đẹp hơn, nó khác biệt một chút á, thì con đổi màu cho nhìn cho nó lạ. Rồi cái vẽ bông viền ở ngoài. Hồi lúc mà con bắt đầu làm gốm thì cái mẫu bông này cũng không còn nữa. Con mua mấy cái đồ xưa, rồi cái con nghiên cứu lại. Con coi lại cái đồ xưa rồi con nhìn coi người ta đi nét nào trước, nét nào sau, cái mình vẽ thử. Cái này là bông ly. Bông ly. Dạ. Đó, rồi cái vẽ lá. Tức là người ta vẽ theo màu chứ không phải là vẽ theo cái hình. Để cho nó nhanh hơn á. Đa phần những cái mẫu hoa văn của gốm lá thiêu xưa á là người ta không có phát thảo trước, mà người ta nhớ trong đầu rồi cái nhìn cái hình dáng sản phẩm sao rồi cái người ta phân ra. Người ta vẽ trực tiếp lên luôn. Đó, con gà thì quan trọng nhất của con gà là cái phần cuốn đuôi. Cái đuôi nó phải cong, phải dứt khoát. Nhìn con gà nó mới mạnh mẽ. Với cái ức nè, cái đùi. Xong rồi ở đây con còn có vẽ thêm cái phần trang trí vô nữa. Ví dụ như màu xanh thì mình sẽ vẽ màu xanh luôn vậy. Con gà ở chỗ khác nếu như mà đồ chợ đó, thì cái mỏ với cái chân của nó mình cũng vẽ màu xanh luôn cho nó đều màu. Còn này ấy thì con vẽ thêm màu đen vô cho nó đủ cái bộ màu ngũ thái hồi xưa. Dạ xong, vậy là mình xong cái dĩa con gà rồi chú. Thật sự chú ngồi đây chú xem con vẽ là chú thấy nhanh có mấy phút à quý vị. Có một cái sản phẩm. Tại Quỳnh ngồi Quỳnh nói chuyện với tôi, Quỳnh vừa làm thì chúng ta thấy cái thời gian nó lâu hơn, nhưng thật sự tôi nghĩ là chỉ có 1-2 phút là chúng ta xong cái sản phẩm này rồi. Để có được một cái đơn giản như vậy, chúng ta nhìn nó không hề đơn giản. Không hề đơn giản, như Quỳnh nói là phải học, phải nghiên cứu, phải bắt chước như thế nào. Tính ra là con làm cái lò chén này nay được bao nhiêu năm à? Dạ, con bắt đầu làm từ hồi 2018. Thời đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ làm lò chén. Lúc đó là tại vì ở dưới quê con hồi xưa ba má con xài cái đồ này nhiều lắm. Rồi cái con lên Bình Dương, cái lúc mà chưa đi học khoảng những năm mà 2009, 2010 trở về sau thì con thấy là sao mà ở chợ á người ta không có bán cái chén dĩa này nữa. Rồi cái khi mà lên đại học thì mình tìm hiểu mình biết là cái đồ này là đồ lá thiêu, thì mình nghe lá thiêu thì nó cũng gần ở Sài Gòn. Gần chỗ làng đại học con là từ Thủ Đức đi qua thì cũng gần, nên là con bắt xe con qua đây để con tìm. Con nghĩ là nó nhiều như là làng gốm Bát Tràng. Nghĩa là mình tới những cái lò nó sang sát nha, nhưng mà không. Khi mình tới thì mình phát hiện là nó không còn nữa. Thì con cũng nghĩ là con làm đâu, thế con mới đi tìm, tại lúc đó mình cũng học mỹ thuật mà. Thế con hỏi người ta là chỗ lò là nằm đâu vậy cô? Hỏi mấy cô thợ, mấy cô mà chủ dựa ở dưới á. Thì mấy cô mới chỉ lên cái láng Tân Phước Khánh dưới chợ Bún. Con mới đi lên, con tìm lò, con nói giờ con xin con vẽ một bộ về con xài được không? Thì chú nói là cũng được nhưng mà cũng hơi phiền chú á. Nhưng mà thấy mày cũng dễ thương nên thôi cho vẽ thử. Thì vẽ thử ra lúc đó đặt thì mình đặt tới 100 cái chén rồi. Thì ít ít chú cũng không nhận.
cái đặt 100 cái về con xài đâu có hết đâu, con xài có 10 cái, 20 cái à. Ừ. Thế còn dư con đi bán cái hội chợ của sinh viên trong trường, ừ, với một số những cái hội chợ của nghệ sĩ khác. À, thì khi mà con bán thì thấy người ta rất là ủng hộ. Nên là con quay lại con làm tiếp. Thì khi ban đầu con làm con nghĩ là mình chỉ vẽ những cái họa tiết hiện đại thôi, tại mình người trẻ mà. Nhưng khi con tìm hiểu con mới biết được là những cái họa tiết hoa băng xưa nó rất là đẹp. Và mình nghĩ là mình có khả năng nên thôi con theo nghề con phục hồi lại những hoa văn xưa. Ngoài ra thì con bắt đầu con làm thêm những cái họa tiết mới này. Ừ. Con có nghĩ là mình sẽ cạnh tranh với các cái thương hiệu khác không? Dạ thì không phải là không hẳn là cạnh tranh, nhưng mà mình sẽ đưa cái dòng gốm này trở lại với cái thời kỳ hoàng kim của nó, cái lớp vẽ tham vọng của con. Ừ. Thứ nhất, thứ hai là mình đưa nó trở về thị trường thì con ra những cái dòng sản phẩm cao cấp một chút để phục vụ cho những người có tiền. Ngoài ra con cũng làm thêm những cái sản phẩm bình dân có giá thành nó mềm hơn, dễ mua hơn để phục vụ cho những cái tầng lớp bình dân hơn. Nói chung là mình ra đủ loại hết để cho ai có nhu cầu gì, thượng vàng hạ cám, họ đều có thể họ mua được cái sản phẩm gốm Việt, cái sản phẩm gốm đặc trưng của Nam Bộ mình. Ước mơ của con ở tương lai như thế nào? Dạ thì mong muốn hơn nữa là cái làng nghề gốm này họ hoạt động trở lại, những cái đồ này được ưa chuộng và phục hồi lại cái làng nghề gốm để nó không có bị gọi là thất truyền. Ừ. Tất cả những cái sản phẩm con làm và nguyên vật liệu từ đất cho tới màu, đây là nguyên liệu sạch chứ? Dạ đúng rồi, ví dụ như đất ở đây là con xài đất Tân Uyên hoặc là những cái loại đất người ta lấy đất tét cao lanh từ Tây Nguyên xuống. Còn về men gốm thì cũng là những cái loại nguyên liệu địa phương thôi, ví dụ như là cát cam ranh, tràng thạch Huế, đất chánh lưu và đá đen của Hà Tiên. Từ những cái loại đá đó thì mình nghiền, mình xay nhuyễn nó ra rồi mình pha với nước thì tạo thành cái lớp men ở bên ngoài, cho nên là khi mà nung chín lên á, nó không có quá trắng như những cái loại men khác mà nó có cái màu trắng ngà. Rất là tự nhiên khi mình đặt những cái món ăn Việt Nam lên, nó rất là phù hợp. Chúc con thực hiện được cái ước mơ của mình và suy nghĩ của con, chú nghĩ nó rất là thiết thực. Nói gì thì nói thì mình có cái suy nghĩ chín chắn, đúng đắn thì cái điều đó được mọi người ủng hộ mà mình làm thì chú nghĩ nó sẽ có được cái kết quả tốt đẹp nhất. Cảm ơn quý vị đã ngồi trước màn hình và theo dõi cuộc tọa đàm của chúng tôi về gốm sứ. Một lần nữa tôi chúc bạn trẻ đây thành công. Trung Dân xin kính chào, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.